Số 2 là hình thể đáp ca, responsorium, được dùng sau bài đọc thứ nhất, cũng như hình thể đối ca. Đây cũng là một kiểu hát thánh vịnh mà tiếng Latin gọi là psalmus responsorius, nghĩa là thánh vịnh có đáp ca. Hai hình thể này đều có chung tên gọi là hình thể graduale. Người lính sướng đứng trên bục đọc sách mà hát câu thánh vịnh, đó là chỗ đứng lý tưởng hợp phụng vụ. Nhưng khác nhau là câu đáp ca có vẻ đơn giản hơn. Câu này được sáng tác không cần dựa trên một mô hình nào cả, nhưng lại phải dễ hát để cộng đoàn được tham gia dễ dàng, nên phải có các điều kiện sau. Dòng ca không lắt léo, cầu kỳ, như luyến lấy nhiều hoặc nhảy quãng xa. Dòng ca không lên cao quá hoặc xuống thấp quá. Tiết tấu càng giống bài Koran bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nghĩa là thư thả, nhẹ nhàng, bình dị. Lời ca cần trau chuốt, xúc tích, gọn gàng và dễ nhớ. Còn câu sướng thánh vịnh thì cũng đơn giản, có vẻ đọc hơn là hát, nên có thể dành cho một sướng viên đảm nhận. Ví dụ bài Vui giường nào, đáp ca với thánh vịnh 121 của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 5A mà lát nữa chúng ta sẽ hát trong thánh lễ. Trong